Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Vĩnh biệt mất ngủ chỉ với một quả chuối xanh. Làm theo cách này, ngủ ngon, ngủ sâu đến sáng. Sức Khỏe Tự Nhiên xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, mất ngủ, ngủ không sâu, không đủ giấc, đó là tình trạng chung của rất nhiều người hiện nay, đúng không nào? Thậm chí có những người còn than phiền, họ mất ngủ, khó vào giấc ngủ đã nhiều năm nay. Có quý khán giả nào của Sức Khỏe Tự Nhiên cũng đang gặp phải tình trạng tương tự không nhỉ? Ngay cả khi bạn đã tìm đến những loại thuốc hay làm theo các phương pháp dân gian mà vẫn không đỡ, chứng mất ngủ vẫn theo bạn suốt trong thời gian dài, làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi muốn đưa ra cho bạn một giải pháp chữa mất ngủ, một phương pháp chữa mất ngủ vô cùng hiệu quả mà 10 người thực hiện thì cả 10 đều thành công. Hơn nữa, giá thành của phương pháp này thì cực kỳ rẻ, có khi bạn còn chẳng mất tiền mua. Đó chính là cách chữa mất ngủ bằng chuối xanh, một loại quả dễ kiếm và được thiên nhiên ban tặng trên khắp vùng miền của đất nước ta. Cụ thể phương pháp này được thực hiện ra sao? Hãy cùng Sức Khỏe Tự Nhiên tìm hiểu ngay trong video sau đây. Chữa mất ngủ bằng chuối xanh là phương pháp khá lạ lẫm với nhiều người, bởi lẽ đây là một trong những biện pháp chữa mất ngủ mới xuất hiện và được áp dụng rầm rộ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, sau khi xem xong video này, bạn sẽ hiểu tại sao chuối xanh được tin rằng có thể cải thiện chứng mất ngủ, khó ngủ kinh niên của nhiều người đấy. Trước tiên, đi vào tìm hiểu cụ thể về cách chữa mất ngủ bằng chuối xanh như thế nào. Sức Khỏe Tự Nhiên muốn lý giải cho quý khán giả vì sao chuối xanh lại chữa mất ngủ trước đã. Lý giải nguyên nhân chuối xanh có thể chữa mất ngủ không phải ngẫu nhiên, mà cách chữa mất ngủ bằng chuối xanh lại được nhiều người biết đến và áp dụng phổ biến như hiện nay. Đó là do người ta phát hiện ra rằng trong chuối xanh có chứa serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh thường được giải phóng vào ban đêm. Chất này có tác dụng duy trì giấc ngủ tự nhiên, giúp chúng ta ngủ ngon giấc hơn. Ngoài ra, chuối xanh còn chứa nhiều vitamin C, vitamin B6, tinh bột, chất xơ và đặc biệt là rất giàu kali và magie. Đây là hai nguyên tố tốt cho cơ bắp, hệ thần kinh, giúp thư giãn để cơ thể dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ. Ngoài ra, các dưỡng chất trong chuối xanh cũng có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh về đường tiêu hóa, về tim mạch rất tốt. Việc sử dụng chuối xanh thường sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn nếu được kết hợp với bột quế. Lý do là quế có tác dụng kích thích tuần hoàn, cân bằng đường huyết để việc lưu thông khí huyết được dễ dàng hơn. Khi được kết hợp với nhau, chúng sẽ mang đến công dụng an thần, cải thiện đáng kể tình trạng mất ngủ. Vậy phương pháp điều trị chứng mất ngủ bằng chuối xanh được thực hiện như thế nào? Cách chữa mất ngủ bằng chuối xanh. Để chữa mất ngủ bằng chuối xanh, bạn thực hiện theo các cách sau đây. Cách thứ nhất, chuối xanh và bột quế. Bột quế có tác dụng cân bằng đường huyết, kích thích tuần hoàn máu não, lưu thông khí huyết, đẩy máu lên não nhanh hơn. Sự kết hợp này giúp người mất ngủ an thần, bổ tâm, cải thiện giấc ngủ ngon. Cũng cần lưu ý rằng, quế là vị đại nhiệt, không phải ai cũng có thể sử dụng bài thuốc chuối xanh luộc, bột quế. Không dùng bột quế cho người huyết áp cao, bị viêm nhiễm cấp tính, người âm hư, dương thịnh. Cách thực hiện: chuẩn bị một quả chuối xanh, một thìa bột quế, 600ml nước. Đun sôi nước, rồi cho quả chuối đã được rửa sạch, cắt bỏ đầu đuôi để luộc. Luộc chín với lửa vừa phải trong vòng 15 phút để các dưỡng chất trong chuối ra nhiều hơn. Đổ phần nước chuối luộc vào cốc và cho thêm một ít bột quế. Uống trước khi đi ngủ 1 giờ. Sau khi uống 10 phút thì ăn hết quả chuối luộc để có hiệu quả tốt nhất. Cách thứ hai, chuối xanh và mật ong. Với hàm lượng calo, vitamin B phong phú, chuối xanh giúp bạn giữ bình tĩnh, làm tâm trí thư giãn. Mật ong kết hợp với chuối xanh giúp giải tỏa căng thẳng, phục hồi mệt mỏi, thư giãn tinh thần, giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ. Cách thực hiện: chuối xanh đem tước bỏ vỏ ngoài và ngâm nước cho ra bớt nhựa chát. Sau đó bạn đem thái lát mỏng, phơi khô rồi nghiền thành bột. Đem bột chuối đã nghiền trộn với mật ong để ăn mỗi ngày là một bài thuốc chữa mất ngủ hiệu quả. Cách thứ ba, trà chuối.
Trà chuối không những là thức uống giúp cung cấp chất chống oxy hóa, giảm đầy hơi và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Đây cũng là một loại trà cải thiện chất lượng giấc ngủ với quá trình chế biến nhanh trong khoảng 10 đến 15 phút. Cách thực hiện: bạn chỉ cần chuẩn bị 500ml nước và một quả chuối xanh. Đầu tiên, đun sôi nước, bóc vỏ một quả chuối và cắt hai phần đầu. Thả chuối vào nước đang đun sôi và để nước sôi trong 5 đến 10 phút. Có thể thêm quế hoặc mật ong tùy thích. Sau đó bạn có thể đợi nước nguội và nhâm nhi tách trà chuối thơm ngon. Những lưu ý khi chữa chứng mất ngủ bằng chuối xanh. Để việc chữa mất ngủ được hiệu quả khi thực hiện bài thuốc chuối xanh kết hợp với bột quế, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau. Chuối sử dụng tốt nhất là loại mà bạn biết rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu không thể sử dụng chuối vườn thì nên chọn mua ở những địa chỉ uy tín, tránh mua phải những sản phẩm có chứa chất bảo quản, hóa chất độc hại. Giải pháp này chỉ phù hợp với người mất ngủ nhẹ, trằn trọc khó ngủ hay tỉnh giấc nửa đêm. Những người mắc chứng mất ngủ kinh niên không nên sử dụng vì đây không phải là hai vị thuốc đặc trị mất ngủ. Người mất ngủ kinh niên nên được điều trị bằng các phương pháp chuyên biệt, không nên quá lệ thuộc vào thuốc sẽ gây ra hiện tượng nhờn thuốc. Hơn nữa, cơ thể sẽ rất dễ tích lũy độc tố nếu sử dụng quá nhiều loại thuốc. Lưu ý, người bệnh chỉ nên ăn xem chuối xanh là cách hỗ trợ cải thiện giấc ngủ và không thể thay thế thuốc. Cũng như phương pháp điều trị bài bản, không nên lạm dụng chuối xanh. Để chữa chứng mất ngủ ở phụ nữ tiền mãn kinh thường xuyên, cần được sử dụng với liều lượng và tần suất phù hợp để chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. Các bài thuốc chữa mất ngủ bằng chuối xanh này chỉ phù hợp với những người mất ngủ ở giai đoạn nhẹ, giấc ngủ chập chờn hay thức giấc ban đêm. Đối với người mất ngủ kinh niên, cần kiên trì thực hiện phương pháp này trong thời gian dài. Mất ngủ, ngủ không ngon giấc là điều không ai muốn. Tuy nhiên, đôi khi chính những thói quen sống hàng ngày của bạn lại gây ra triệu chứng bệnh mất ngủ. Vậy làm thế nào để cải thiện, khắc phục được tình trạng mất ngủ nhằm có giấc ngủ ngon, liền mạch từ tối đến sáng? Hãy tham khảo ngay những cách được giới thiệu sau đây để cải thiện chứng mất ngủ nhé. Như chúng ta đã biết, việc ngủ đủ giấc sẽ giúp bạn có được hiệu quả trong học tập, làm việc, khiến tinh thần tỉnh táo, giúp đưa ra quyết định, duy trì sức khỏe của tim, cân bằng hormone và bảo vệ hệ thống miễn dịch. Ngược lại, thiếu ngủ có thể gây ra các hành vi liều lĩnh, trầm cảm, làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường. Tổ chức giấc ngủ quốc gia Mỹ định nghĩa chất lượng giấc ngủ tốt là ngủ ít nhất 85% tổng số thời gian bạn ở trên giường, thức dậy không quá một lần trong đêm, thời gian để đi vào giấc ngủ sâu không quá 20 phút. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thực hiện tốt những điều này, đặc biệt những người khó ngủ thì lại càng không thể. Do vậy, hãy thử áp dụng những phương pháp sau đây để cải thiện tình trạng mất ngủ của mình nhé. Thứ nhất, uống một ly sữa ấm trước khi đi ngủ. Nếu bị mất ngủ, bạn hãy uống một cốc sữa ấm trước khi đi ngủ. Sữa hạt nhân là một nguồn cung cấp canxi tuyệt vời, giúp não tạo ra melatonin, một loại hormone giúp điều hòa giấc ngủ. Ngoài ra, uống sữa ấm có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu và thư giãn nên dễ ngủ hơn. Thứ hai, uống trà tâm sen. Tâm sen, tên dùng trong đông y là liên tâm, được sử dụng từ lâu như một loại trà thảo mộc, có tác dụng an thần, thanh nhiệt, giúp ngủ ngon. Tâm sen có chứa alkaloid và flavonoid cùng các axit amin. Alkaloid trong tâm sen có tác dụng giúp ngủ ngon, nhưng cũng dễ gây độc với cơ thể nếu dùng quá liều. Bạn nên chọn tâm sen có nguồn gốc rõ ràng, không bị nấm mốc, nhằm tránh nhiễm độc khi uống. Nên sa vàng tâm sen trước khi sử dụng để giảm tính hàn của loại thảo mộc này. Khi mới dùng, chỉ nên pha loãng, sau mới tăng dần liều lượng, đến khi có giấc ngủ ngon để cơ thể thích ứng dần. Lưu ý là bạn không nên sử dụng trà tâm sen quá thường xuyên và kéo dài trên một tháng. Ngoài ra, việc ăn các món chè hạt sen như chè hạt sen củ năng, chè hạt sen long nhãn, vân vân cũng giúp ngủ ngon hơn. Thứ ba, sử dụng tinh dầu hoa ải hương. Tinh dầu hoa ải hương có tác dụng làm dịu thần kinh và có thể hữu ích với một số người bị mất ngủ. Bạn có thể xông tinh dầu hoa ải hương hay thử tắm nước ấm có bổ sung loại tinh dầu này trước khi đi ngủ để thư giãn cơ thể và tâm trí.
Ngoài ra, bạn có thể dùng tinh dầu xả, tinh dầu gỗ hoàng đàn, tinh dầu hoa ngọc lan, tinh dầu cam hương, bergamot, vân vân để có giấc ngủ ngon hơn. Thứ tư, tập luyện yoga đơn giản. Sự gia tăng hoạt động cơ bắp và trí não phải suy nghĩ nhiều có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Việc thực hiện các kỹ thuật này nhằm làm cho cơ bắp và tâm trạng thư giãn là phương pháp điều trị chứng mất ngủ hiệu quả. Ai cũng có thể học kỹ thuật này, nhưng thường phải mất đến vài tuần mới có thể thực hành thuần thục. Một số nghiên cứu cho rằng, việc tập yoga hay thực hành thiền định thường xuyên giúp tăng nồng độ melatonin trong máu, nên thúc đẩy một giấc ngủ ngon. Ngoài ra, y học cổ truyền dùng phương pháp châm cứu để cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp điều trị chứng mất ngủ. Đôi khi các bác sĩ đông y sẽ kết hợp thảo dược với châm cứu để nâng cao hiệu quả điều trị. Thứ năm, giảm tiếp xúc với ánh sáng xanh vào ban đêm. Ánh sáng xanh từ mặt trời có thể có lợi cho giấc ngủ, nhưng ánh sáng xanh cũng được tìm thấy trong hầu hết các thiết bị có đèn LED. Điều này dễ gây hại cho giấc ngủ, vì thế bạn hãy hạn chế sử dụng các thiết bị kỹ thuật số trước khi đi ngủ để có được giấc ngủ ngon hơn. Thứ sáu, một số lưu ý khác. Giấc ngủ trưa chỉ nên kéo dài khoảng chừng 15 đến 30 phút, vì nếu ngủ quá nhiều vào giữa ngày sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ vào ban đêm. Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên không nên tập thể dục gần sát với giờ đi ngủ, vì nó sẽ đánh thức các cơ quan nội tạng trong cơ thể và gây khó ngủ. Tốt nhất là cách 3 đến 4 giờ để cơ thể có thể chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Tạo thói quen đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, thậm chí cả ngày lễ hay ngày nghỉ cuối tuần, vì nó sẽ làm cho cơ thể bạn thích nghi với một khung giờ nhất định, giúp giấc ngủ và thời gian ngủ đảm bảo. Đảm bảo thói quen sinh hoạt lành mạnh, môi trường xung quanh tạo sự thoải mái nhất cho bạn. Nhiệt độ ánh sáng và tiếng ồn đều có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ăn uống các thực phẩm giúp ngủ ngon như uống nước chuối quế, tim sen, lá vong, mật ong, gừng, hạn chế các chất kích thích như caffeine. Tác dụng của caffeine được cho là kéo dài đến nhiều giờ. Vì vậy, hãy tránh xa các chất kích thích chứa caffeine vào buổi tối và đêm khuya. Ăn tối muộn hoặc ăn nhẹ thường kích hoạt hệ tiêu hóa làm việc. Đây cũng là nguyên nhân gây cản trở giấc ngủ. Trong cuộc sống hàng ngày, có lẽ không ít người, đặc biệt là người lớn tuổi, do tác động của nhiều nguyên nhân khác nhau nên dễ mắc chứng mất ngủ hay rối loạn giấc ngủ, làm ảnh hưởng đến chất lượng và khả năng sinh hoạt hàng ngày. Khi cơ thể tự điều chỉnh, khắc phục được trong thời gian ngắn thì sẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài mà không có biện pháp xử trí can thiệp phù hợp, có thể gây nên những nguy hại đối với sức khỏe. Do vậy, quý vị cần thay đổi chế độ sinh hoạt hợp lý, đảm bảo ngủ đủ giấc, tránh kéo dài tình trạng này dẫn đến suy nhược cơ thể, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.